Tôi tên là Nguyễn Đức. Vì sức khỏe của mình là một mạng lưới da cao, chắc chắn nó sẽ đi trước người bình thường. Ow! Anh Việt à, đây là một bộ phim mà mong muốn rằng là bộ phim này cũng là một điều mà em muốn dành cho anh, là cảm ơn trân trọng nhất mà anh đã hy sinh cho em có được ngày hôm nay, và em cũng đã cố gắng hết mình nỗ lực sống thật là tốt để mà làm tròn cái trách nhiệm của mình.